Ok, thì có một khách hàng phản ánh như vậy thì team sẽ làm việc với anh kỹ thuật trưởng để xử lý việc này. Có khách hàng phản ánh là hai nhân viên mắt kiến cửa hàng là lính của anh sửa rất là ẩu, tháo dây caromet ra rồi gắn lại không dám ăn keo này nọ kia. Thì cái tin nhắn anh có được, em có đưa anh coi á, đề nghị anh kiểm tra lại nhân viên ha. Lấy cái sự việc này ra họp tất cả nhân viên lại ha, cảnh cáo những nhân viên nào mà tay nghề yếu hoặc là làm ẩu làm tả ha, những nhân viên nào test lại hết nhân viên, coi nhân viên nào mà tay nghề yếu ha, làm không đạt chuẩn của Honda thì lập tức đề xuất lên cho em cho nghỉ để thay những người mới. Ok ha. Rồi, dạ. Tiến hành cái đó cho em nha. Nói chung hôm nay mời anh nhậu thì sẵn có chị nói ra luôn là cái vụ mà phản ánh đó, tay dây đồng hồ chiếc bị xanh đó, rồi chị em hợp với Đạt với tất cả anh em lại. Tại sao? Hai anh thợ á cũng bức xúc cái lắm. Tại vì á người ta làm hết sức có thể. Còn cái chuyện mà làm ẩu hay không ẩu á là anh em cũng gắn bó trong team biết nhiêu lâu rồi. Đó giờ cũng đâu có xảy ra tình trạng gì đâu. Còn nếu mà anh không tin á, cần thiết anh cứ mở camera lên coi. Em cứ trình bày với anh như thế. Còn nếu bạn không tin định mở camera lên coi. Thì nghe anh em nói vậy á, thì nói chung á, khách hàng phản ánh, mình làm dịch vụ là khách hàng là trên hết. Đôi lúc anh em làm theo cái quan điểm của anh em là đúng, nhưng đôi lúc khách hàng là người ta đi đến đây là người ta tin tưởng hết mình, người ta mới đem đến làm. Ai mà không quý xe, người ta quý xe người ta mới đem đến hết, chứ người ta không quý xe người ta đem ra tiệm ngoài rồi thì người ta sẽ sót xe. Thì có thể là cha mẹ thương con mà, đôi lúc con chỉ cần hát xì hơi thôi là cha mẹ phải lo lắng dữ dằn, họ cũng vậy. Thì giờ dày thì anh không có đũa nắm chung, tại vì khách hàng phản ánh là một chuyện, còn anh em thợ cũng là một chuyện khác nữa. Anh cũng không tin ai hết á, nhưng mà giờ nói anh Đạt test lại tất cả anh em về thái độ, về công việc coi làm ẩu tả hay không, về khả năng, đúng không? Test lại hết cho anh, mà test âm thầm rồi hết cho anh, ok ha, để coi anh em nào như thế nào rồi mình sẽ có cách xử lý, đúng không? Nói chung làm cái gì làm, quan trọng là thái độ phục vụ khách hàng phải là trên hết, phục vụ tốt. Sửa xe là không được ẩu tả, anh ghét nhất là cái ẩu tả, ok ha. Có gì cứ truyền đạt lại với anh Đạt.